Mời em xin chào anh Phú, mời mình nghe một bài hát. Anh Phú là ấy này, xuống rồi đúng không? Rồi, đường ghim thì mình đã ghim rồi. Bây giờ này cái chương trình hôm nay như là ở đầu mình nói là tức là cái chủ đề của mình là lấy trí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Thì như tất cả các bạn đã biết cái câu này là của nhà Đại Văn Hào, đúng không? Nguyễn Trãi. Lấy chí nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng tàn, và dân tộc ta từ ngày xưa đến giờ cũng đều cái áp dụng những cái mà câu nói này của nhà Đại Văn Hào Nguyễn Trãi. Như tất cả các bạn đã biết, ngày xưa mà quân phương Bắc xâm lược Việt Nam ấy, thì khi mà nhân dân Việt Nam đánh đuổi cái bọn mà phương Bắc ra khỏi biên giới, thì khi chúng nó rút về, nhiều khi mình lại cấp lương thực cho chúng nó, đúng không? Đó là lấy chí nhân và thay cường bạo để cho các bọn tất cả các nước và cái bọn phương Bắc nó biết rằng là dân tộc Việt Nam là thế, đất nước Việt Nam là thế, rất có cái lòng nhân đó. Ở đây thì mình không nói từ xa xưa nữa, mình nói ngay ở những cái thời, những cái khi mà mình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đấy, giải phóng dân tộc năm 1975, mình đã giải phóng đất nước năm 1975. Bây giờ ví dụ tôi nói với tất cả các bạn, khi mà nhân dân ta đánh đuổi bọn Mỹ ngụy ra khỏi đất nước, thì trước trong cái thời kỳ năm 1975, bọn ngụy nó nói là cái thông tin của ngụy nó là khi mà quân giải phóng vào giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thì sau một cuộc tắm máu như thế này khác, thì các bạn thấy không, có cái cuộc tắm máu hay là không, đúng không? Và cái lúc đấy tôi nói với tất cả các bạn nhé, nếu mà cái bọn mà Nu Càng Tuột Quần ấy, mà nó chạy ra ngoài biển hoặc chạy bằng đường hàng không, nếu mình cố tình mà mình muốn bắn, thì tôi nói các bạn ngăn cản, có ngăn ngăn cản được không, và có bắn được không? Thôi những người nào đi thì đấy, cho đi luôn. Và kể cả sau năm 1975, cỡ quả ra đi nhiều từ năm 1975 đi, những thuyền viên ơ thuyền nhân mà vượt biên, tôi nói với tất cả các anh các chị nhé, mình thì thực tế trong cái chính sách thì mình không khuyến khích, nhưng mà hầu như cái sự ngăn cản ấy, nó rất là ít, các anh các chị hiểu không? Khi mà ví dụ như anh Phú cái thời gian đấy, anh ấy biết nếu mà bắt được những người tổ chức ấy, thì có khả năng tù, nhưng mà những người đi ấy, thì là chỉ có đâu có bị tù đầy gì đâu. Thì nói chung là bề mặt đấy thì mình cũng không cho đi, nhưng thôi, nên những người đã cố tình rời khỏi đất nước rồi thì thôi cũng ra đi, đúng không, cứ để người ta đi đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói với tất cả các anh chị nhé, nếu mà đã cố tình mà không cho các anh chị đi nhé, thì bố trí các công an hoặc là tàu hải quân, thì tôi nói với các anh các chị, các anh các chị không thể đi được, nói thẳng như thế, đúng không? Rồi là khi các anh các chị vượt biên, tôi nói trường hợp vượt biên thôi, sang bên những cái trại tị nạn ở Hồng Kông, ở Philippines, ở Thái Lan, ở Malaysia, đúng không? Chúng tôi cái thời gian đấy đất nước Việt Nam rất khó khăn, chiến tranh ở biên giới phía Tây Nam năm 1978, chiến tranh ở biên giới phía Bắc năm 1979, khi các anh các chị vượt biên, những người dân của chúng tôi ở trong nước rất là khó khăn. Thôi nhiều khi mình bây giờ chúng tôi nghĩ là cũng rất là thông cảm thôi, hiểu không, là đói quá thì theo bản năng con người đói quá thôi, dù có vượt biển nó cũng khó khăn một chút, nó cũng nguy hiểm một chút, nhưng mà thôi đi tìm cái cuộc sống mới, nó ít nhất là no đủ hơn ở Việt Nam, thì thôi các anh các chị đi, chúng tôi thông cảm mà, đúng không? Chứ không phải bây giờ chúng tôi chẳng bao giờ, nhiều khi ví dụ chúng tôi chỉ có nói những cái kẻ mà hiện nay á và đã vượt biên đi, sau đó sang bên kia lại quay trở lại bảo tôi yêu nước, bây giờ tôi coi như là bảo Việt Nam chống tàu đi, chống Trung Quốc đi, và tôi yêu nước Việt Nam mà tôi muốn đất nước Việt Nam phát triển, bắt đầu có xuyên tạc về đất nước Việt Nam, muốn lật đổ cái chế độ hiện nay ra làm thế nào. Tôi chỉ nói những cái kẻ đó thôi, đúng không? Chứ còn đối với những người vượt biên chúng tôi thông cảm.
đói quá, khổ quá, đó là cái bản năng con người. Thế đều phải đi. Và các anh chị đều biết rằng là khi các anh các chị đến những trị trại thị nạn ở bên kia, thì các anh chị muốn đi, ví dụ các nước Mỹ hoặc là bên Pháp hoặc là bên Đức hoặc là bên một số nước khác, người ta cho thị trại thị nạn ở bên đó, thì trong cái lời khai các anh cứ nói là ở chuyện mà ở Việt Nam thì là cộng sản đàn áp này khác, chúng tôi vẫn cứ thông cảm. Thực tế các anh nói đấy để mà các anh được sang nước thứ ba, người ta nhận các anh là tị nạn chính trị, không phải tị nạn, không có nước nào nhận tị nạn về mặt kinh tế cả. Chúng tôi vẫn thông cảm. Ở đây tôi nói cho tất cả anh chị nhé, đấy là tôi nói cho những kẻ chống cộng cực đoan hiện nay, đúng không? Đã có những đất nước khó khăn đã vượt sang bên đó rồi, bây giờ lại quay trở lại chống lại cuộc sống yên bình của chúng tôi. Chúng tôi chỉ nói những người đó thôi. Còn những các anh các chị có vượt biên, các anh các chị sang đó, bây giờ các anh các chị, kể cả các anh các chị chống lại đất nước, tức là các anh các chị không thích cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhưng các chị không chống, thì chúng tôi chẳng có phản biện như các anh các chị, đúng không? Mà chúng tôi chỉ mong tất cả các anh các chị làm ăn tốt ở những nước sở tại nơi các anh các chị sống, và đóng góp cho cái nước sở tại, có điều kiện các anh các chị về thăm quê hương các tổ của các anh các chị, đúng không? Xem đất nước Việt Nam phát triển như thế nào, thế thôi. Chứ không phải bây giờ với ví dụ như tôi chỉ nói những kẻ cực đoan nữa, đúng không? Bây giờ ví dụ chúng nó bảo là chúng nó yêu đất nước Việt Nam lắm, chúng nó muốn đất nước Việt Nam phát triển, là chúng nó không muốn thằng Trung Quốc xâm lược đất nước Việt Nam. Vậy thì tôi hỏi với những cái người đấy mà các bạn bảo các bạn như thế, thì những cái năm ấy các bạn muốn đánh Trung Quốc hoặc là đánh những cái bọn Pol Pot, Heng Samrin, các bạn ở lại cầm súng cùng với nhân dân Việt Nam đánh đuổi bọn xâm lược. Cho nên là những cái lời nói của các bọn chống cộng cực đoan thực tế là nó chỉ là bị dân thôi, chứ không có một cái gì hết. Kể cả tôi nói với tất cả các bạn nhé, bây giờ nói cái chuyện mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi thất bại rồi, đúng không? Thì khi các anh các chị mà phục vụ cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì cái người nào trung úy trở lên thì ví dụ 2-3 năm tù, những kẻ nào ác ôn thì là bị đi đem đi cải tạo. Cải tạo là muốn tất cả các anh các chị hòa nhập vào cái cuộc sống mới, đúng không? Giải thích cái chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, của chính quyền mới đối với tất cả các anh các chị. Bây giờ tôi nói bây giờ nhá, bọn Đảng Cộng sản Việt Nam ác đã giết một ai là sĩ quan mà phục vụ cho cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa, đúng không? Hoặc là các anh các chị là cứ ví dụ một số cứ, bây giờ hậu duệ F2 F3 cứ nói là bây giờ ngày xưa mà ở trong cái trại nó khổ lắm nọ kia, trời ơi, tôi nói các anh các chị ăn uống sinh hoạt cũng giống như những giám thị trại giam. Nó ngồi đó, đất nước Việt Nam nghèo lắm, khổ lắm. Chúng tôi ở ngoài ấy, nghĩ là chúng tôi lại không sống nổi, chúng tôi sẽ đói. Và các anh các chị coi như là cái tiêu chuẩn trại giam có, tất nhiên là nó khổ thôi, nhưng các anh các chị không đói, chứ ở ngoài chúng tôi bị đói đó. Cho nên bây giờ chúng nó cứ rêu rao như thế này cái khác, bảo Đảng Cộng sản Việt Nam ác. Nếu mà ác nhá, tôi nói với tất cả các chị, sẽ có tắm máu sau năm 1975. Vì các anh các chị gây ra rất nhiều tội ác đối với đồng bào Việt Nam nói chung và đồng bào Việt Nam nói riêng, đúng không? Bao nhiêu những gia đình ở miền Nam, con mất cha, vợ mất chồng, mà bao nhiêu gia đình ở ngoài Bắc chúng tôi cũng bị máy bay của Mỹ bỏ bom, mà các chị là tay sai cho Mỹ, đúng không? Thì cái lúc đấy cái lòng căm hận của chúng tôi đối với các anh chị nó rất lớn. Nhưng mà các chị thấy, ví dụ những người dân Việt Nam bình thường thôi, đã ai trả thù các anh chị chưa, đúng không? Không trả thù. Như thế là cái chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cái sự bao dung của những người Việt Nam, những người gọi là chiến thắng như là cha ông chúng tôi đối với các anh chị. Mà bây giờ các anh các chị suốt ngày vậy, tôi rất là mừng là tức cái là một số cái thế hệ F2, F3 mà của những kẻ chống cộng đoan ở hôm nay các anh các chị phải
Nghĩa là tôi chỉ nói những kẻ chống cộng cực đoan thôi, chứ còn ví dụ các anh các chị bình thường vừa nãy là tôi lúc nào tôn trọng thì các anh các chị cũng đều là người Việt Nam, đều là những cái máu đỏ da vàng như chúng tôi hết. Đấy, chúng tôi không nói đến các anh các chị đấy. Tôi bây giờ ngay cả em nói anh Phú với tất cả các bạn này, những các anh các chị sau này được đi cái diện HO thì trên cái tờ giấy của các anh các chị trước khi đi thì anh có các anh các chị nhớ các anh chị có ghi cái câu nào không? Chúng tôi sẽ không quay lại chống lại nhà nước Việt Nam, đất nước Việt Nam nữa, đúng không? Thì tất nhiên là tôi thấy một số rất đông các anh các chị sang bên các nước mà các anh chị sang, người ta cho các anh chị sang, thì bây giờ phần lớn là các anh chị cũng không chống lại cái đất nước Việt Nam, nhưng cũng có một số anh chị chống lại đất nước Việt Nam, chống lại cái cuộc sống yên bình của những người dân bình thường như chúng tôi. Mời em, mời anh Tú ạ. Chào anh Phú, chào anh Bằng, chào tất cả anh chị em ở diễn đàn. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ. Nghe rõ không anh Bằng? Dạ. Nghe rõ không? Em nghe rõ. Thì thật sự ra mà ngày hôm nay mà chúng ta nói về cái vấn đề mà trong cái cuộc chiến khi mà thống nhất đất nước á, thì cố thủ tướng của anh Kiệt đã nói mà khi thống nhất đất nước á, thì có 1 triệu người vui và sẽ có 1 triệu người buồn. Ở đây có 1 triệu người buồn, nói chung là cả dân tộc vui, còn một cái là tay sai, những cái bè lũ tay sai của chính quyền Việt Nam họ buồn. Tại sao họ buồn và tại sao dân tộc họ vui? Đó là một dân tộc được thống nhất đất nước và được độc lập tự do sau khi mà những cái thế lực thù địch chia cắt đất nước Việt Nam chúng ta. Còn với những người buồn ấy, là đó là những cái thành phần của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đó không là phải cấp tướng cấp tá, không phải. Ý thủ tướng Võ Văn Kiệt nói 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Buồn đó là những cái gia đình có con em người ta thiệt hại trong chiến tranh. Bây giờ chiến thắng rồi, một số các chiến sĩ trở về, thì nhưng mà cũng rất nhiều các chiến sĩ không được trở về nữa. Ý của thủ tướng Võ Văn Kiệt nói là nói những người mà ở bên mình này, chứ không nói cái chuyện mà cái chuyện đấy là cái bọn là ba quê ba cảng nó mơ ở đấy nhỉ? Không phải đâu, anh có nghĩ anh không hiểu được ý không? Dạ ok, thì theo cái quan điểm của anh thì tôi cũng đồng ý cái đó. Thì nói chung thì có những cái quan điểm mà mình muốn nói lên hết anh hiểu đó. Ý là muốn nói đây là với cái mặt gọi là tiêu cực của thành phần mà gọi là trong cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này, là trong cái vấn đề của lịch sử đất nước á, khi mà đã sang trang thống nhất đất nước á, thì tất cả bất cứ chế độ nào, tôi nói thật, bất cứ một chế độ nào thì bắt buộc họ phải thu gom những cái bác gọi là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa để tập trung lại học tập đường lối và chính sách của đảng và nhà nước, để hiểu được cái công cuộc thống nhất đất nước là như thế nào. Không? Tại sao tất cả những cái bao nhiêu triệu quân nhân mà tại sao chỉ có những là các bác sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó cũng có những người sĩ quan người ta học tập khoảng chừng 1 năm hay là mấy tháng người ta về. Tại sao? Tại vì họ không có gây những cái một cái đạo máu với nhân dân, và họ không có làm tay sai đắc lực cho cái chính quyền Việt Nam và đắc lực cho cái đế quốc Mỹ. Thì mình mới hiểu có vấn đề đó thôi. Chứ còn bây giờ tôi nói còn vấn đề thì tôi mới được sơ qua cho vấn đề là những người vượt biên đó. Nó thật sự ra mà nói là vượt biên á, cái này là nó không thông báo, nhưng mà ở trong nó có một sự cái là ngầm để mà cho ra đi thôi anh Bằng. Đây, hôm nay tôi mới nói thẳng, mà tôi đã nói trước đây lâu rồi, tôi đã nói là mấy ông Việt Nam họ ở tại ngoài rất là nhiều. Thật ra nếu mà cộng sản không cho đi, không bao giờ ai đi lọt. Anh đi tàu biển anh biết mà. Nếu như mà các tàu hỏi anh, nó chạy ra nó đi ba lốc đầu bạc thì nó chạy ra tới mà bao số không, nó thật anh với công an biên phòng, nó thật anh C4 là trực thăng nó quằn cái nó hốt mẹ hết rồi. Nên đó, mà nó thật sự ra mà nói tất cả những người điều viên vào những cái thời điểm đó, thật chất mà nói họ không có cái gì gọi là tị nạn cộng sản hay là chẳng qua là vấn đề về kinh tế. Mà kinh tế là mình phải hiểu như thế này nè, anh phải hiểu như thế này nè, là nó cũng là một cái di hại của cái chế độ miền Nam Việt Nam nó để lại. Nó
chứ thật chất là những người mà ra đi vào thập niên 1976-77 là đại đa số là những người nghèo, nghèo trong tại miền Nam Việt Nam. Chỉ có một cái số nhỏ là những người người Hoa ở Chợ Lớn, hay hoặc là những người mà gọi là giàu có ở Sài Gòn. Còn thật sự mà tôi nói, đại đa số, tôi nói ví dụ như bây giờ vượt biên, ví dụ như trong thời điểm đó vượt biên khoảng là 1 triệu người, thì chỉ có khoảng 200-300 người là gọi là có cô ăn cô để trong cái thời miền Nam Việt Nam thôi. Chứ còn đại đa số là mấy người đi đánh cá, đại đa số mấy người đánh cá. Đấy. Thì bây giờ nên nhớ như thế này nè. Tại sao cái thời điểm đó đó, thật sự là những người mà ở tất cả những cái trại tị nạn á, họ không phải là cái dạng tị nạn chính trị cho anh Bằng. Họ là những người tị nạn nhân đạo, tị nạn nhân đạo. Tại sao gọi là lúc đó thằng Mỹ bắt đầu là kêu gọi những cái nước phương Tây để mà giúp đỡ cho những người là vượt biên, thứ nhất là trong cái nước và ba nước Đông Dương, cái không phải riêng Việt Nam mà Lào, Campuchia với là Việt Nam. Tại vì trong thời điểm đó các nước phương Tây, kể cả nước Mỹ và nước phương Tây, họ đang thiếu về lao động phổ thông, có nghĩa là người da trắng họ không làm, họ đẳng cấp họ không làm những cái chuyện như là đổ rác hay là làm những cái ngành mà gọi là cực nhọc, thì Mỹ nó mới bắt đầu nó phân bổ cho những cái nước nào mà bắt đầu ngày xưa có liên hệ với Việt Nam, ví dụ như Pháp hay là Đức hay là này kia cái đó, thì tất nhiên là trong khối đồng minh của nó, mục đích của nó là nhận về vấn đề tị nạn, và đồng thời những cái số người này sau này phải làm để nó thế là cho họ khi định cư nước họ. Nhưng mà có cái chỗ này thế này, cho nên người ta hay mấy mà cái bác mà gọi là tị nạn ở hải ngoại cái đó là tôi rất là cảm ơn nước Mỹ, thật chất là nói câu nói đó thì thí dụ bây giờ tôi nói cái số người ba nước Đông Dương đó, khi mà họ vượt biên họ ở những các trại, thí dụ tôi nói 3 triệu người, bây giờ thằng Mỹ nó nhận hơn 1,5 triệu người, rồi thằng Đức bao nhiêu, thằng Pháp bao nhiêu, thụy sĩ thì nó không nhận, thì sẵn cho nó nhận những người đa bệnh thôi, phải không? Hay là Úc, đó cũng thiếu dân, Úc cũng thiếu dân hết mà, đắt nhiều mà thiếu dân như Canada là vậy. Thí dụ giờ thằng Mỹ nó một năm nó đóng thí dụ như là 2 triệu đô la cho cao ủy Liên Hợp Quốc, thì bây giờ nó nhận 1,5 triệu người vô, thì coi như là nó đầu tiên là nó nuôi một người, những người này là cũng vòng 6 tháng, hay là nó tài trợ cho những cái khu vực với là những cái trại tị nạn đó, thì nó sẽ giảm, Liên Quốc nó sẽ giảm cái mà đồng tiền mà mỗi năm mà các nước đóng vô cái quỹ Liên Quốc đó, thì anh nào mà nhận nhiều đó, thì tất nhiên là nó sẽ trừ đi cái khấu hao cái số tiền đó, thì anh đóng lại, ví dụ anh đóng 2 triệu thì bây giờ anh còn đóng là 1,5 triệu đó. Nhưng mà ở cái này sau này những nước này nó dùng cái lực, nó dùng những người này để mà làm lao động ở cái nước đó, khi trong khi đó là các nước đó nó thiếu lao động. Đấy. Bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này nè, sau khi những người đó mà họ được định cư những nước thứ ba, và những người khi bắt đầu cái lệnh mà gọi là đóng cửa đại đó, mà tất cả mọi người là phải qua cái sự mà gọi là thanh lọc, thì anh nghĩ coi 100.000 người mà chỉ đậu được có 1.000 người, không 90 mấy ngàn người đó trả về Việt Nam có nhận hay không? Việt Nam không có nhận đâu. Mà một cái chỗ này là tôi đã nói rồi, trong cái bộ luật hành sự ngày xưa đó, những người đi vượt biên không có kết tội, không bị tội. Những người tổ chức, người tổ chức hay hoặc là khi mà đi vượt biên cướp ghe, tại đa số là mấy ông nhiều khi đó là đi cướp ghe không à? Rồi cái là có cũng đang chống trả lại lực lượng chức năng. Đấy, thì chính những cái đối tượng nó mới bị, chứ còn những người mà thật sự mà bỏ tiền ra đi là này kia đó không bao giờ bị. Tôi nói thật, không bao giờ bị, tại vì nó không có luật hình sự. Coi như là ok, những cái chính quyền địa phương nào đó bắt lên, ok, nó bắt đi lao động 1 tháng, 2 tháng thì thôi, ok, họ cho về thôi, là nó như vậy. Và tôi nói anh, cái sự nhân đạo có nghĩa là cái Việt Nam này là, tuy nhiên, sau khi đó mà những người đó họ đi đến Pháp, đến Mỹ hay đến Đức thì là họ mang một cái bát của Liên Hiệp Quốc, là gọi là bát tị nạn nhân đạo, nó gọi là bát 51. Tại sao gọi bát 51? Là vì cái luật đó của Đại hội đồng Liên Quốc nó ra vào 1951, trong đó nó có 3, nó có 4 điều khoản. Thứ nhất là tị nạn chính trị. Mà tị nạn chính trị thì lúc đó mấy ông sĩ quan coi như là bị gom học tập hết rồi, làm gì có mà gọi là tị nạn chính trị đó. Anh em, đấy.
thì coi như là Em thứ nhất xin lỗi anh, em trả dạ lời Phạm Đăng Huy một tí xíu. Phạm Đăng Huy đúng là lâu lắm rồi mới nói được một câu trong chương mình nghĩ là đúng. Mỹ và Trung Quốc toàn lợi dụng Việt Nam. Đó, cho nên là Việt Nam nếu không tỉnh táo thì sẽ không thống nhất được đất nước. Phải nói tôi đúng đấy. Đúng không? Không thống nhất được nước thì là Việt Nam này, toàn bộ coi như do Mỹ và Trung Quốc người ta chi phối. Thì cái đất nước Việt Nam hiện nay lại giống như đất nước Triều Tiên. Cái kiểu như vậy, cái kiểu về 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 mặt chính trị. Cho nên là mình không thể tự quyết được cái về vấn đề chính trị, về mặt quân sự, đúng không? Đối với đất nước của mình. Mày nói câu này hay ấy. Anh thấy mà từ hôm mày vào trong này mày thấy tao thấy mày nói câu này là hay nhất. Tức là Mỹ và Trung Quốc toàn lợi dụng Việt Nam, cho nên là hay nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam người ta giỏi, người ta mới tách khỏi Việt Nam, khỏi cái sự kiềm tỏa của Việt Nam ở của Trung Quốc và Mỹ. Như thế là bây giờ thấy không, mày thấy Việt Nam hiện nay có phụ thuộc vào Mỹ không, phụ thuộc Trung Quốc không, đúng không? Hay là Việt Nam chỉ quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, thể chế chính trị của nhau và hai bên đều có lợi đấy. Tao thấy mày nói câu ý được đấy. nói chung là thằng gì phải bỏ qua cái vấn đề kia vì em đi sâu vấn đề mà anh Bằng Vâng. đang nói tức là Việt Nam đã nói là Việt Nam trong cái sách của Việt Nam là 4-0 rõ ràng là Việt Nam không nghe lời ai, Việt Nam không có biên giới mà biên giới của Việt Nam là cộng đồng quốc tế và thế thôi. Nước nào Việt Nam quan hệ vẫn tốt đẹp hết, đúng không? Hai bên đều có lợi, đôi bên đều có lợi. Đấy. Còn các bạn biết là những cái thế giới tư bản mà những cái phe trục đồng minh thì lúc nào họ cũng là lợi dụng những cái nước nhỏ để mà họ chèn ép như thế này và như thế nào, nên vì cái chỗ đó mà Việt Nam chúng ta ngày hôm nay chúng ta tự túc tự cường và chúng ta tự vươn lên bằng đôi chân của chúng ta, bằng sức lao Đúng động rồi. của cộng dân. Đó là cái vấn đề mà thế giới ngày nay người ta đánh giá Việt Nam là một nước đang phát triển, hội nhập vào cộng đồng quốc tế, cho nên mọi người đều kính nể. Bây giờ bản thân em nói anh nhé, Trung Quốc ép được Việt Nam không? Và Mỹ cũng không ép được Việt Nam, đúng không? Mà cả hai nước đều muốn lôi kéo Việt Nam. Nhưng Việt Nam rất là tỉnh táo, mình không có lao vào những cái vòng xoáy của những nước lớn, đúng không? Mình quan hệ với những nước đó trên cơ sở đôi bên đều có lợi. Quan hệ với Mỹ có lợi mà, chứ không phải riêng Việt Nam có lợi đâu. Mỹ có lợi, Việt Nam có lợi. Quan hệ Trung Quốc có lợi, Việt Nam có lợi, đúng không? Chứ tội gì mình phải bây giờ hiện nay cái chính yếu của những người dân Việt Nam tức là muốn cuộc sống phát triển, đất nước hòa bình và ổn định, không thể rơi vào vòng xoáy của những nước lớn rồi. Bài học lịch sử có rồi, đúng không? Cho nên là mình muốn đất nước phát triển, muốn đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và đất nước ổn định thì mình phải có những cái đường lối rất là khôn khéo. Bây giờ mình mới vòng lại cái chuyện mà lấy chính nhân thay cường bạo, lấy đại nghĩa thắng quân tàn. Thì em nói lại anh Phú và tất cả các bạn này, tức là những bọn mà chống cộng cực đoan hiện nay nó cứ bảo là Đảng Cộng sản Việt Nam ác lắm. Thế xin lỗi là nếu mà ác nhá thì không có cái thế hệ thứ hai thứ ba hiện nay đang sống ở bên Mỹ đâu, hoặc là bên bên Canada, bên Pháp, bên Úc đâu, không có đâu.